Tranh gỗ Minh Châu xin gửi tới quý khách hàng một cơ số hàng rất là lớn đang có tại Tranh gỗ Minh Châu thời điểm hiện tại. Xin mời quý khách hãy nhanh tay, nhanh chân về tận xưởng sản xuất của Tranh gỗ Minh Châu để chọn cho mình những tấm tranh đẹp nhất. Và nhanh tay nhấc điện thoại lên để đặt hàng nếu không có thời gian về kịp. Ở đây chúng tôi đang trưng bày rất là nhiều những bộ tranh tứ quý đục bằng tay, đục bằng máy. Giá trị cao, giá trị vừa, giá trị thấp đều có cả. Quý khách lựa chọn thoải mái theo sở thích của mình và theo cái kinh tế của mình. Dùng để trang trí nhà cửa hay dùng để làm quà biếu, quà tặng. Đây, chiếc quạt vơ mu này là rộng 80, dài 1m6, dày 10 phân, đục cực kỳ là tinh xảo. Những đường nét trau chuốt mượt mà, không thể chê vào đâu được. Còn đây là những cái bộ tứ quý mà chúng tôi đục bằng tay rất là kênh bong, moi móc. Xin đảm bảo với quý khách là không có một cái gì là dán ở đây cả. Tất cả là từ một, nguyên một tấm gỗ thịt chúng tôi đục đẽo ra. Xin kính mời quý khách bớt chút thời gian về tận showroom của Tranh gỗ Minh Châu để chọn lựa cho mình những cái bộ tranh mà vừa ý nhất. Đây là cây mai được chúng tôi cũng đục rất là kênh bong, nảy nền, nhìn như dán vào. Và những hoa mai, nhụy mai đục rất kỹ. Những con chim đều được tỉa tót từng cái lông, cái tóc. Đây là cây tùng hạc. Những chú hạc rất là mềm mại, tình tứ bên nhau. Trong cái thời buổi nóng nực như thế này, chúng tôi cho ra đời rất là nhiều những cái tranh hàng khủng, hàng VIP. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại là 0975 940 966, hoặc vào kết bạn Zalo, Viber để được xem nhiều hình ảnh rõ nét và theo yêu cầu của quý khách hơn, hoặc về tận showroom của Tranh gỗ Minh Châu tại Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, ngay mặt đường, đường nhựa rộng 10m và xe container tránh nhau đi lại thoải mái. Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip của Tranh gỗ Minh Châu. Xin mời quý vị subscribe, đăng ký để được xem nhiều những cái sản phẩm độc đáo hơn nữa.